Tuy nhiên không ai có thể biết được tương lai rồi nhưng mà Thuận đã lên trên Wikipedia. Điều mà Thuận muốn kiếm đó chính là những cái đợt trước đây à, khi mà cái nợ trần bị đình chỉ đó thì những đợt trước đây thị trường đã phản ứng ra sao các bạn? Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là tính từ năm 2013 đến năm 2019 chúng ta đã có tổng cộng À, là năm lần à, nợ trần đã bị đình chỉ. Chúng ta có năm 2013 tổng cộng là hai lần, năm 2015 là một lần, năm 2017 là một lần và năm 2019 là một lần. À, thì khi mà thuận nhìn vào chỉ số à, S&P 500 đi thông qua ETF là à, SPY của Spider ETF à, đại diện cho chỉ số này, thì chứng khoán vẫn ra sao của bạn trong những đợt đó thì đó là đại diện cho những cái lần mà màu vàng trên màn hình các bạn mỗi một gạch màu vàng trên màn hình là cái thời điểm mà nợ trần bị đình chỉ đầu tiên hết khi mà zoom out ra đó nhìn xa hơn thì các bạn sẽ nhìn thấy được là nợ trần của hoa kỳ đó cho dù là bị đình chỉ hay là được nâng lên, nhìn dài hạn chúng ta vẫn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ chỉ tăng và tăng thời gian mà thôi. Đương nhiên không phải là tăng một mặt, các bạn cũng có những cái đợt điều chỉnh và thậm chí khi mà chúng ta nhìn xa hơn đó những sự kiện như là năm 2008 đó thì chúng ta nhìn xa hơn vẫn thấy được đó cũng chỉ là một cái gì đó mà thôi, các bạn nó cũng không có phải là dây gớm như là cái lúc mà chúng ta đang trải qua thời điểm đó. Khi mà nhìn xa hơn thì chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ xu hướng là tăng lên. Nhưng mà chúng ta nhìn vào những đợt mà có nợ trần bị đình chỉ đó, giống như là đợt đầu tiên à, dựa theo tài liệu từ Wikipedia, có nghĩa năm 2013, ngày 4 tháng 2, thì à, chúng ta nhìn thấy được là sau đó khi mà có tin là nợ trần đình chỉ, thì như thế nào các bạn, chứng khoán Hoa Kỳ thì tiếp tục tăng trưởng. Chúng ta có một cái đợt điều chỉnh nhỏ nhỏ đây các bạn, à, tổng cộng đó là điều chỉnh khoảng chừng là 23% mà thôi, rồi sau đó tiếp tục tăng trưởng. À, và hầu như cái việc nợ trần đình chỉ không ảnh hưởng. Kế đó chúng ta nhìn vào tháng 11 của năm 2013 Thì ra sao các bạn cũng tương tự Sau khi mà có thông tin và đã được chính thức thông qua ra Thì chứng khoán Việt vẫn tiếp tục tăng lên Sau đó chúng ta cũng có một cái sự điều chỉnh Ở cái thời điểm là khoảng chừng tháng 1 của năm 2014 Có nghĩa là hai tháng sau đó Điều chỉnh khoảng chừng 6% Mà theo các bạn cũng khoa đây nhiều lắm Rồi tiếp tục tăng trưởng và tiếp tục Cứ thế và chúng ta tới năm 2015 thì sau khi mà có cái à, thông tin nợ trần được đình chỉ đó thì chúng ta đã thấy là chứng khoán thực sự đã có một cái à, đợt giảm xuống khoảng chừng là 14% các bạn trong thời điểm đó cá Minh thuận à, chưa có à, thời gian để mà tìm hiểu là cái sự giảm xuống này đó có phải là tại vì nợ trần đình chỉ hay là không hay là lúc đó chúng ta là có một cái thông tin nào xấu khác ở trên thị trường. Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào cái thời điểm gần đây nhất khi mà nợ trần à, được đình chỉ đó, Trước hết các bạn nhìn thấy được là cái đợt mà tăng năm 2017 à, thì đợt đó cũng là lúc mà chúng ta có cái à, thông tin nợ trần đình chỉ của thời điểm đó. Cổ phiếu của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng, nhưng mà chúng ta tính tới cái đợt gần đây đó là tháng 10 của năm 2019 thì sau khi mà nợ trần bị đình chỉ đó chúng ta hay được là chứng khoán Hoa Kỳ là tiếp tục tăng trưởng cho đến thời điểm nào các bạn tiếp tục tăng trưởng cho đến cái thời điểm là tháng 2 của năm 2020 à, chúng ta nhìn thấy được là chứng khoán đã tăng tổng cộng là 18% trong thời gian đó nhưng mà sau đó lại có một cái cú đầm cũng rất là sâu thì đây có phải là liên quan tới nợ Trần hay là không thì không phải đâu các bạn. Lý do tại sao chúng ta có cái đợt giảm 35% này giảm cho đến cái thời điểm là tháng 3 năm 2020 phần lớn là liên quan tới dịch bệnh các bạn. Khi mà dịch bệnh bùng nổ đó dẫn đến rất nhiều tài sản xuống rất là nhanh trong thời gian đó và đây là cái lần cuối cùng chúng ta biết nợ Trần bị đình chỉ thì cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là hầu như không có một cái xu hướng nào rõ rệt mỗi lần mà chúng ta có nợ trình đình chỉ hết nhưng mà cái xu hướng chung chúng ta nhìn thấy đó chính là chứng khoán không có bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục cái xu hướng của năm đó Nếu năm đó là một năm tăng trưởng thì vẫn tiếp tục tăng trưởng như các bạn nhìn thấy màn hình và dài hạn đó thì nợ trần được thông qua là tăng trưởng hay nâng lên đó, đều là một trong những cái thông tin tốt đối với thị trường chứng khoán tại vì chúng ta không muốn cái sự kiện ngược lại đó chính là nợ trần À, không được thông qua dẫn đến Hoa Kỳ bị vỡ nợ, đó là một điều chưa hề xảy ra nhưng mà nếu như xảy ra thì nó sẽ cực kỳ xấu. Cho nên nếu như các bạn lo lắng về à, việc cái thỏa thuận nội trường này được thông qua dẫn đến là hút hết cái thanh khoản trên thị trường thì cũng không hẳn đâu các bạn. Nhưng mà sự thì nó cũng không có sức ảnh hưởng như vậy. Còn về BTC thì sao các bạn? Về BTC thì chúng ta sẽ xem ba cái đợt gần đây khi mà đợi chân đình chỉ thì chúng ta cũng sẽ thấy được là tương tự như là chứng khoán Hoa Kỳ các bạn hầu như là không có cái sự ảnh hưởng chúng ta đã thấy là BTC thì trong nhà bao nhiêu năm qua đi theo chu kỳ mà 4 năm và khi mà chúng ta có cái thông tin nợ trần bị đình chỉ đó thì cũng không ảnh hưởng đến cái à, chu kỳ các bạn BTC lúc nào cần tăng thì vẫn sẽ tiếp tục tăng như là năm 2017 như là năm 2015 và đương nhiên chúng ta đã nhìn thấy được là lần cuối cùng là năm 2019 sau đó chúng ta có à, dịch bệnh xảy ra dẫn đến thời điểm này là tất cả tài sản bị bán hết tại vì người ta muốn lưu trữ tiền mặt tại vì không biết chuyện gì xảy ra thì BTC cũng không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc là nợ trần bị đình chỉ đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây nếu các bạn là một cái người đầu tư dài hạn đó thì điều quan trọng hơn chúng ta cần nên hiểu là nợ trần được thông qua cho dù bị đình chỉ đi nữa thì vẫn sẽ có thêm tiền được in ra các bạn và tiền ngày lại càng sẽ được in nhiều hơn đồng đô la ngày lại càng mất giá dẫn đến những tài sản mà thực sự có giá trị chỉ tăng theo thời gian mà thôi. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây. Và đương nhiên chúng ta đã gần kết thúc tháng này rồi các bạn và đây là một cái tháng mà chúng ta sẽ thấy BTC đó khả năng rất cao là sẽ có một cái màu đỏ xuất hiện các bạn. Tính theo giờ UTC thì chúng ta vẫn chưa có kết thúc À ngày 31 tháng 5 nhưng mà ngay bây giờ đó, nếu như mà chúng ta kết thúc ngay cái mức giá này thì giá của BTC tháng này sẽ có cái phần trăm là âm khoảng chừng 5.3% các bạn và đây là cái tháng đầu tiên nếu như kết thúc mức này sẽ là cái tháng đầu tiên sau 4 tháng có nến xanh các bạn 4 tháng vừa qua chúng ta đều thấy BTC có nến xanh xuất hiện mặc dù À, chúng ta nhìn vào tháng 2 thì kết thúc và mở đầu cũng gần giống nhau Nhưng mà vẫn là nấn xanh dựa theo BTC, USD trên sàn Coinbase Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi Rồi còn tháng 6 thì sao Tháng 6 là một năm mà nói chung thì cũng có nhiều màu đỏ các bạn Nếu như chúng ta tính trong vòng 3 năm qua năm 2020, 21 và 22 đó chúng ta đều thấy được là cả 3 năm này tháng 6 đều là tháng đỏ cho BTC. Đương nhiên nếu như các bạn tin tưởng chu kỳ mà 4 năm đó mà các bạn tin năm nay nó tương tự như năm 2019 thì tháng 6 của năm 2019 đó, thì lại có sự tăng trưởng là 26.41%. Đương nhiên khi mà các bạn nhìn vào cái phần trăm hàng tháng như thế này đó, cho dù các bạn nhìn bất cứ năm nào đi nữa, cho dù cái năm bullest nhất các bạn có thể tìm thấy được, chúng ta vẫn có những tháng màu đỏ. Không có năm nào mà giá sẽ tăng liên tục liên tục đâu các bạn và không có khi nào mà BTC tăng liên tục mà không có nghỉ ngơi, không có cái sự điều chỉnh. Thì một tháng màu đỏ sau có sự tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ, tôi cảm thấy là cũng không có gì là không hợp lý hết. Rồi, chúng ta cũng nhìn thấy được uh, lại tiếp tục có tiền rời khỏi thị trường này từ những quỹ đầu tư các bạn Đây là cái thống kê hàng tuần à, đến từ Coinshare và đương nhiên đây chỉ là đại diện cho một số những quỹ đầu tư mà thôi không phải là tất cả Và phần lớn đó, điều mà chúng ta quan tâm đến đó chính là tiền rời khỏi BTC các bạn à, Chúng ta có 32 triệu đô la rời khỏi BTC tuần vừa rồi, đây là mỗi tuần à, Và chúng ta có con số nhỏ hơn là một triệu rời khỏi TFM và 1.3 triệu rời khỏi Swap BTC nhưng mà điều mà chúng ta nhìn thấy được là trong vòng 5 tuần liên tục đã có 232 triệu rời khỏi thị trường crypto này rồi. Và điều mà thú vị hơn đó khi mà thường nhìn vào là cái số tiền này rời khỏi đến từ những quốc gia nào thì các bạn thấy rất rõ ràng là nước Đức là một trong những nước mà tiền rời khỏi rất nhiều các bạn trong dòng tôi nhiều rồi đó thì 2432 triệu đã là tiền rời khỏi từ nước Đức rồi 80 triệu trong dòng uh, đầu tháng tới bây giờ như là trong một tháng qua à, đã có 80 triệu rời khỏi nước Đức các bạn. Đây là một trong những quốc gia mà trong một tháng qua có rất là nhiều tiền rời khỏi. Sau đó chính là Hoa Kỳ 22 triệu, rồi chúng ta có những quốc gia khác như là Canada 17 triệu à, và chúng ta có Switzerland là 11 triệu. Thì tại sao mà chúng ta lại có nhiều tiền rời khỏi nước Đức như vậy thì đương nhiên thường không sống đó thường không có biết được nhưng mà cái mà chúng ta biết là gần đây đã, nước Đức à, đã chính thức đi vào suy thoái rồi thì có phải là tại vì tình hình nước Đức bây giờ không ổn cho nên nhiều người muốn bán tài sản của mình và bán BTC à, để họ có tiền trang trải hay là không nhưng mà nào mà sống nước Đức thì có thể comment bên dưới về suy nghĩ của bạn à, tình hình hiện tại như thế nào nhưng mà phần lớn tiền trong vòng một tháng qua rời khỏi là từ nước Đức nhưng mà tôi nhắc nhở lại các bạn, cho dù tình hình như thế nào, chúng ta có những thông tin hàng ngày ra sao đó Thì chúng ta cũng nên nhớ là những bài nào mà tin tưởng cho chu kỳ mỗi 4 năm đó Thì chúng ta đã thấy được là chúng ta dựa theo chu kỳ 4 năm đã đi vào một mùa mới rồi à, Các bạn thấy được chúng ta có à, dựa theo những lịch sử trước đây đó là chúng ta có B1, B2 Đó chính là cái mùa B1, và 2 rồi sau đó chúng ta sẽ có B1 và B2 À, đợt nào cũng vậy các bạn, đợt trước đó năm 2045 cũng như vậy, đợt năm 2019-20 cũng như vậy và đợt gần đây 2021-22 cũng như vậy các bạn. Chúng ta bây giờ lại đi vào cái dùng bô 1 rồi cái đó chính là bô 2 và wow không biết các bạn vừa nghe cái tiếng bùm nữa hay là không đây là một cái microphone gọi là dynamic Sure SM7B thì đây là một cái microphone mà nó chỉ thu âm vào những cái âm thanh mà ngay trước cái microphone mà thôi những âm thanh khác đó thì hầu như nó sẽ loại bỏ mà các bạn nghe cái tiếng bùm lớn như vậy đó thì các bạn có nghĩ là ở ngoài đời nó lớn cỡ nào khiến cho những cái xe mà đậu ở ngoài các bạn thì cái alarm nó cũng à, đang vang hiện bây giờ thì hy vọng nó chỉ là pháo bông thôi các bạn tại vì thường cũng ở gần uh, Disneyland à, nếu như mà đây không phải là pháo bông thì thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai <laughs> Rồi, tôi biết là chu kỳ là như vậy, tôi biết là lịch sử giá BTC là như vậy, nhưng mà cũng không phải cũng không chờ được đâu các bạn. Chúng ta lại nghe thêm một công ty trong thị crypto này xa uh, nhân viên, đó chính là Nansen các bạn. Đây là một cái công ty mà họ cũng uh, cung cấp uh, dữ liệu để nghiên cứu về on chain vân vân. Thì công ty này họ nói họ đã ra quyết định là sa thải 30% nhân viên. Chi tiết hơn đó, thì uh, họ nói hai lý do tại sao sa nhân viên. Lý do đầu tiên họ nói là tại vì lúc mà đợt boron họ mướn quá nhiều người cho nên bây giờ họ cần phải sa thải bớt, không có nhu cầu sử dụng nhiều người như vậy. Thứ hai nữa là tại vì thị trường quá tệ. Điều mà các bạn có thể nhận ra được là cái thông tin liên quan đến sa nhân viên trong crypto đó nó đã giảm rất nhiều rồi. Giống như đây là hầu như công ty lớn trong năm nay đầu tiên chúng ta nghe nói tới, lần cuối cùng chúng ta nghe nói tới là những công ty như là DCG cuối năm ngoái đã sa thải là 500 nhân viên, chúng ta nghe được Coinbase sa à, thải là 20% nghĩa là 950 nhân viên. Rồi mãi tới bây giờ và tháng sau mới nghe nói tới Nansen thì chúng ta cũng thấy được đây có thể là những công ty cuối cùng rồi các bạn, à, họ cần phải làm như vậy để có thể tiếp tục sống sót qua thêm một mùa nữa. Ngày hôm nay đó chúng ta cũng nhận được một số những thông tin liên quan tới bất động sản các bạn, chi tiết hơn trên màn hình đó. Đây là cái thông tin đến từ Fed à, cho các bạn nhìn thấy được là có hai cái màu trên màn hình, một màu là xanh đậm, một màu là xanh nhạt hơn. Cái màu xanh đậm đó là đại diện cho những cái loan, đó, những cái nợ mới mà những ngân hàng cấp cho những công ty liên quan tới uh, xây dựng những cái bất động sản thương mại và cái màu xanh lạc đó chính là những cái uh, tiền cấp cho những cái người mà đi mua nhà các bạn những người mượn tiền mua nhà bình thường đó thì chúng ta nhìn thấy được là tuy cái đường màu xanh nhạt đó đã giảm à, từ tháng 5 của năm ngoái tới bây giờ, một phần là tại vì cái nhu cầu mua nhà đã giảm xuống các bạn, vì lý do là lãi suất tăng cao quá. Nhưng mà sau đó thì từ thời điểm là đầu năm tới bây giờ đó cái màu xanh nhạt này hầu như nó cũng đã bằng phẳng lại rồi các bạn, nó cũng cỡ đó mà thôi không xuống thêm nữa. Nhưng mà ngược lại, cái màu xanh đậm này đó lại xuống rất là sâu các bạn. Lý do tại sao? lý do là tại vì bây giờ rất nhiều những ngân hàng đó họ không muốn cho vay để mà mua bất động sản thương nghiệp nữa tại vì um, họ sợ là bất động sản thương nghiệp bây giờ quá rủi ro vì tình hình kinh tế đã chậm lại rồi nhưng mà đây sẽ là một vấn đề thường nghĩ là lớn nếu như mà fed không sớm ngừng tăng lãi suất và thậm chí năm nay phải giảm các bạn vì lý do như thế này Chúng ta cũng đã biết là những cái nợ này đã thường là trong vòng 10 năm và trả Một phần mà thôi cho đến năm thứ 10 đó thì tất cả phải trả một lượt Nó gọi là balloon payment cho rất nhiều những cái nợ như thế này à, Thì khi mà đến cái ngày mà hết hạn rồi đó thì những cái công ty đó họ sẽ đi vay mượn một ngân hàng khác à, Để đáo hạn cái nợ của họ dùng nợ mới cho nợ cũ rồi lại tiếp tục thêm 10 năm nữa nhưng mà bây giờ Khi mà tới ngày đó có những ngân hàng nào cho vay và cái phần trăm lãi suất sẽ là bao nhiêu đó là một cái vấn đề thường nghĩ là rất đau đầu tại vì khi mà họ đáo hạn cách đây hai năm họ vay có thể là chỉ có năm phần trăm ba phần trăm bốn phần trăm mà thôi bây giờ họ đáo hạn có thể là sẽ tăng lên tới bảy phần trăm tám phần trăm thì làm sao mà họ có thể tiếp tục kinh doanh được các bạn trong khi mà cái phần trăm cao như vậy và họ phải trả cái tiền lãi rất là cao và nhiều người cho là những ngân hàng nào mà có nhiều nợ liên quan tới bất động sản thương nghiệp đó, thì có khả năng sẽ vỡ nợ và đương nhiên đó là cái ước tính mà thôi các bạn Fed vẫn có thể ra quyết định là sẽ ngưng tăng lãi suất Và giảm lãi suất thì chuyện này sẽ không còn là vấn đề lớn nữa Nhưng bao giờ họ vẫn chưa có quyết định đó Ngược lại đây chúng ta lại nhìn thấy được là cái giá nhà dựa theo Case Shiller Index thì chỉ số này đó cho thấy được là những căn nhà ở Hoa Kỳ nói chung mỗi nơi mỗi khác nhưng mà đây là một chỉ số tính chung mà thôi thì đã hai tháng liên tục giá nhà đã không giảm nữa và thậm chí đã tăng trở lại các bạn. Chúng ta thấy được là giá nhà giảm liên tục là từ tháng 7 của năm ngoái cho đến tháng 1 của năm nay. Rồi hai tháng qua có nghĩa là tháng 2 và tháng 3 thì đã tăng trở lại chúng ta vẫn chưa có thông tin tháng 4. Cái tài điều này thì nó hơi có sự trì hoãn một chút tuy hai tháng tăng trở lại đó cũng chưa phải là cái chính xác này là giá nhà đã chính thức hồi phục trở lại nhưng mà đây cũng là một dấu hiệu cho thấy được là ít nhiều gì cái xu hướng giảm của giá nhà hoa kỳ nói chung đó cũng là chậm lại hoặc là không còn giảm nữa đó là những gì mà chúng ta nhận được và điều này đó cũng khiến cho nhiều người lo lắng các bạn tại vì lãi suất bây giờ vẫn đang còn rất là cao mà giá nhà vẫn cao như vậy đó thì cũng không thể nào mà cầm cự hoài được nếu như mà như vậy đó thì một trong hai phải xảy ra giá nhà phải giảm hay là lãi suất phải giảm nhưng như tới bây giờ đó thì chúng ta vẫn không rõ ra tháng 6 này Fed sẽ có quyết định gì hiện bây giờ hành động tương lai đó thì nghiêng về là Fed vẫn sẽ tăng thêm 0.25% lãi suất 59.6% nghĩ như vậy 40.4% nghĩa là Fed sẽ không tăng nữa chúng ta sẽ biết sớm mà thôi cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 6 các bạn và đó cũng là một ngày sau khi chúng ta nhận được cái thông tin liên quan tới chỉ số CPI của tháng này Một trong lý do tại sao mà nhiều người nghĩ là lãi suất sẽ lại tăng nữa Thì chúng ta có một chỉ số lạm phát PCE không như là mong muốn Và trong tuần này đó chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ À, và chúng ta nhìn thấy được là ước tính á, là phần trăm thất nghiệp sẽ tăng Nhưng mà chỉ 3.5 mà thôi các bạn, so với tháng rồi là 3.4 3.5 vẫn là một phần trăm thất nghiệp rất là thấp Cho nên cũng không có ảnh hưởng đến quyết định của Fed đâu Quan trọng hơn là chỉ số CPI của tháng 6 này sẽ là như thế nào Và quyết định tháng 6 này đó, rất là quan trọng các bạn Sẽ dẫn đến là từ đây đến cuối năm, nửa năm còn lại đó Thì Fed sẽ ra sao Tại vì bây giờ đã là nửa năm rồi nếu như mà mọi người có kỳ vọng là Fed tăng lãi suất thì sau đợt tháng 6 này đó kỳ vọng đó ngày càng giảm suất bằng tại vì ta không còn bao nhiêu cuộc họp nữa. Sau cuộc họp này đó Fed chỉ còn họp thêm 4 lần năm nay nữa thôi. Cho nên 4 lần năm nay mà nếu như mà họ không ngưng tăng đợt này cho dù họ ngưng tăng đợt sau đi thì cũng không có nghĩa là họ sẽ giảm trong đợt kế tiếp. Họ có thể thậm chí tăng thêm một đợt hay là ngưng tăng rồi cứ tiếp tục giữ đó. Cho nên qua mỗi một cái cuộc họp đó thì cái kỳ vọng Fed giảm lãi suất năm nay giảm xuống từ từ các bạn cho đến tháng 6 này rất quan trọng họ vẫn còn có khả năng là giảm lãi suất năm nay nếu như mà họ ngừng tháng 6 này ngừng tháng 7 rồi tới tháng 9 bắt đầu nghĩ đến việc là giảm 0.25 rồi, tôi cũng có một số những thông tin nổi bật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết, đó, chúng ta có cái thông tin là cái số lượng inscription ở trên BTC có nghĩa là những cái mà người ta để vào sự thô xì, các bạn, giống như là NFT hay là BTC 20, những cái meme coin chúng ta nói tới gần đây đó thì đã lên tới 10 triệu inscription các bạn, hơn 10 triệu rồi. Tuy là bây giờ BC20 meme coin NFT đó nó đã giảm nhiệt nhưng mà sự hứng thú vẫn còn và càng ngày hệ sinh thái nó càng mở rộng ra và thêm vào đó đó chúng ta lại có thêm một cái giao thức nữa là brc 721 i thì đây là một cách để có thể là di chuyển NFT từ mạng lưới của Ethereum qua BTC các bạn Thì nhiều bạn nói là wow làm sao có thể di chuyển uh, Ethereum qua BTC được Thì những NFT ở trên Ethereum đó dựa theo cái cách làm của BRC 721i này Đó chính là khi mà các bạn kích hoạt Giống như bây giờ đã có một cái dự án Theo thường hiểu là Milady đã có một cái cầu nối rồi Giữa hai cái mạng Ethereum và BTC Thì khi mà các bạn thông qua cái cầu nối đó Thì cái NFT ở trên Ethereum sẽ bị đốt đi và sau đó cái NFT đó sẽ được tạo ra ở trên mạng lưới của BTC thông qua ordinals các bạn đó chính là cái cách hoạt động của cái à, cầu câu này bởi đây là cái câu một chiều mà thôi nghĩa là khi các bạn đã quyết định là đốt NFT ở trên Ether chuyển qua BTC rồi thì các bạn sẽ không thể trở về Ethereum cho nên những bên nào mà hứng thú với cái BSC 721E Standard này đó thì cũng nên cẩn thận. Còn về mạng lưới của BTC thì sao? Hiện bây giờ thì có 286.214 giao dịch đang chờ được xác nhận. Con số này không có cao đâu các bạn. Nói chung thì mạng lưới cũng đã trở lại bình thường rồi. Khi mà chúng ta xem coi phí di chuyển bao nhiêu đó thì nếu các bạn mua di chuyển nhanh trong vòng một lóc đó thì chỉ trả phí là 3.04 mà thôi. Không còn cao như là cách đây bài tuần nữa các bạn. Cách đây vài tuần các bạn phải trả lên tới 20, 20 đô luôn. À, 20 đô tuy là nhiều nhưng mà nhiều khi năm 2007 đó thường nhớ cái con số còn nhiều hơn nữa Nói chung, nhớ mà nào mỗi chiều BTC thì mạng lưới đã coi như bình thường rồi các bạn Vào năm 1999 các bạn có biết là cái phí trung bình để gửi một đoạn tin nhắn văn bản quốc tế là khoảng 16 cent Việc này hầu như miễn phí vào ngày hôm nay nhưng bây giờ đó thì chi phí trung bình để chuyển tiền quốc tế là khoảng 6.3% và mất khoảng từ 2 đến 5 ngày để làm việc đi hoàn tất giao dịch nghĩa là hoàn toàn là xa đồ các bạn. Nhưng mà nào mà gửi tiền quốc tế mà các bạn nói là gửi trong vòng bài tiếng là tới đó thì thật ra tiền chưa bao giờ hoàn tất các bạn chỉ là hai bên có sự quan biết với nhau giống như là cùng một ngân hàng cùng một hệ thống thì họ sẽ giống như là ứng trước cho nên các bạn cảm thấy nhanh nhưng mà nếu các bạn gửi không đúng hệ thống gửi thông qua hệ thống quốc tế đó thì cần tới 2 đến 5 ngày để settle. Thì ngày hôm nay đó mạng lưới này network có thể khiến việc di chuyển trở nên gần như miễn phí trên internet và chỉ mất 2 đến 5 giây mà thôi để hoàn tất giao dịch. Và chúng ta cũng đã biết là với cái sự xuất hiện của Ono thì việc nhanh chóng phát triển Lightning Network đã tăng lên rồi tại vì chúng ta đã biết là line network đã có nhiều năm rồi nhưng mà trong nhiều mấy năm qua đây thì hầu như cũng tiến triển nhưng mà rất là chậm các bạn tại vì nói chung đó, thì di chuyển BTC người ta cũng không phải là di chuyển số lượng nhỏ cho nên cái phí đó nếu như bình thường khoảng chừng là 2-3 đô thì nhiều người cũng không có phải quan tâm nhiều đâu không phải là người ta dùng để mà giao dịch nft như là bây giờ cho nên bây giờ đó, cái phí nó quá cao khiến cho người ta càng ngày càng phải quan tâm đến để mà phát triển mạng lưới line network này À, một trong những vấn đề tại sao mà mạng lưới này lại không được sử dụng nhiều đó Đây là cái mạng lưới tầng 2 ở trên BTC Giống như là chúng ta nhìn vào những cái giải pháp tầng 2 khác của Ethereum đó, Thì giải pháp này nằm ở trên tầng 2 của BTC Tất cả những giao dịch sẽ giao dịch ở trên mạng lưới tầng 2 Khi mà còn sử dụng mạng lưới này Rồi khi mà đóng kênh đó, thì tất cả dịch đó à, sẽ coi như là cộng trừ Rồi sau đó con số cuối cùng sẽ giải quyết một lần một Ở mạng lưới chính thức Đó là cách làm của mạng lưới Line Network này một lý do tại sao mà ít người sử dụng thì bây giờ tại vì chúng ta không có nhiều ví hỗ trợ không có nhiều sàn hỗ trợ các bạn và thật ra khi các bạn muốn sử dụng uh, Line bây giờ đó thì có nhiều cách nhưng mà cái cách mà phổ biến nhất mà chúng ta thường uh, nghe nói tới đó là người ta sử dụng giống như là wallet Satoshi blue wallet à, chúng ta nói tới Cash App strike cái ví mà thường thường sử dụng hay là chúng ta nói tới shivo shivo là cái ví được sử dụng bởi el salvador họ sử dụng mạng lưới Lightning cho nên các bạn thấy là họ có thể sử dụng cho những cái chi tiêu nhỏ, cho nên không quan tâm đến phí tại vì nó rất là rẻ. Nhưng mà cái vấn đề khi mà sử dụng những cái ví này đó, tại vì theo đường hiểu là trên Lightning Network work, các bạn cần phải tự uh, lưu trữ sổ cái chứ không giống như các bạn sử dụng cái ví BTC bình thường như thế này. Khi mà các bạn sử dụng những ví này đó thì uh, cái cách đơn giản là các bạn gửi BTC lên ví này, xong rồi các bạn chuyển qua cái uh, ví Lightning của BTC trong những dịch vụ này nhưng mà khi các bạn làm như vậy đó coi như các bạn phải tin tưởng những dịch vụ này họ giống như là cái công ty thứ ba lưu trữ tiền giùm các bạn và sau khi đó các bạn mới có thể chi tiêu sử dụng cái ví Lightning được à, thì nhiều người không thích tại vì họ cảm thấy được cái này cũng nguy hiểm à, đưa tiền cho những cái ví này rồi họ lóc lại rồi các bạn mới sử dụng được nhưng mà nhiều người nói là khi các bạn đã sử dụng ví Lightning rồi thì con số rất là nhỏ người ta nạp lên vài trăm đô mà thôi cho nên cái à, nguy hiểm cũng không có cao thì có những cái ví khác như là Phoenix Blue Water Electrum thì thường hiểu là có thể cho các bạn chỉ cần download một phần của sổ cái thôi là sử dụng được và những bạn nào mà hiểu hơn về công nghệ thì có thể tự chạy một cái Lightning node à, thì đó là cái cách mà an toàn nhất. Thì nói chung tại sao mà không nhiều người sử dụng bây giờ tại vì nhiều sàn vẫn chưa có hỗ trợ. Nhưng mà trong tương lai đó thì sẽ có nhiều cái sàn hỗ trợ hơn những cái ví thường thì họ cũng sẽ cải tiến để sử dụng dễ dàng hơn thì thuần vẫn tin Line Network sẽ là tương lai các bạn và trong vòng mấy năm qua thì phát triển chậm tại vì cái nhu cầu thực sự đó cũng không có phải là cao nhưng mà bây giờ với sự xuất hiện của NFT của những cái BAC20 tôi nghĩ là cái sự thúc đẩy đã bắt đầu có để có thể có được mạng lưới Line Network tốt hơn. Rồi chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới uh, XRP các bạn Thì uh, chúng ta đã nhận được một cái thông tin đến từ luật sư John Deaton Đây là một luật sư mà hỗ trợ XRP trong cái vụ uh, kiện giữa SEC và công ty Ripple Thì John Deaton cũng đã tiết lộ một cái thông tin đó, là Trong cái số lượng người mà trên email uh, cho văn bản của giám đốc uh, Hinman của SEC đó Các bạn đã nhớ đây là người mà đã tuyên bố Ether không phải là chứng khoán đó thì cái văn bản đó của cựu giám đốc Hinman đã gửi tới cho nhiều đơn vị của SEC để có thể được chấp thuận trước khi mà ông ta phát biểu. Nhưng mà trên cái số lượng văn phòng ở trên email đó thì không có cái văn phòng đạo đức của SEC. Thì câu hỏi là tại sao họ lại không có đưa cái văn bản tuyên bố của cựu giám đốc Hinman À, cho văn phòng đạo đức của SEC duyệt trước khi mà họ thông báo họ đưa những cái văn phòng khác duyệt nhưng mà không đưa cho văn phòng này có phải là tại vì có gì đó mờ ám hay là có phải là sợ bị điều tra tại vì có khả năng có người nạp à, đơn kiện nói là cô đó đốc mình ăn hối lộ của một cái văn phòng luật sư khác để nói y tợt hoặc là chứng khoán thì nói chung đây là một trong những cái thông tin khiến cho mọi thứ nó Khó hiểu hơn một chút các bạn, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cái thông tin chính thức là trong cái văn bản liệt kê y tờ khoa chứng khoán này đó thì có gì trong đó. Chúng ta chỉ biết là bây giờ bị đình lại cho tới ngày, à, thuận nhớ là 13 tháng 6. Nếu như mà tới ngày đó đó mà không có thỏa thuận giữa SEC và Ripple thì văn bản này sẽ được công bố. Và rất nhiều người đang chờ đợi văn bản này, trong đó có cả sàn Coinbase và những cái dự án khác các bạn. Tại vì họ muốn dùng văn bản này để bảo vệ họ khi mà SEC đến hỏi thăm. Mà nói tới XRP đó thì chúng ta lại thấy có một cái hiện tượng khi mà chúng ta nhìn thấy được là XRP đó bây giờ đã có một sự tăng trưởng ngày hôm nay thì bây giờ đã hơn 50 cent các bạn, 52 cent à, thì chúng ta cũng thấy được là ở trên on-chain có rất là nhiều những địa chỉ ví giao dịch XRP. Đây là cái số lượng ví giao dịch XRP lớn thứ nhì các bạn đã rất lâu rồi, chúng ta không có nhiều ví giao dịch như vậy và có tới 490.000 địa chỉ ví XRP giao dịch trong cái khoảng thời gian này. Đây là cái sự giao dịch nhiều đứng thứ nhì trong lịch sử của XRP. Thì tại sao vậy các bạn? Có phải là có ai đã biết gì chúng ta không biết hay không? Có phải thật sự là những gì mà Brad Kellenhouse nói là sự thật? Chúng ta sẽ thấy trong dòng bài tuần tới đây sẽ có một cái sự thỏa thuận và XRP sẽ coi như là không có gặp vấn đề nữa. I don't know. Thùng hy vọng là như vậy và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thu hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Minh thùng Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có đã biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.